Xin chào các bạn, đã quay trở lại với cái video ngày hôm nay của mình nhá. Thì hôm nay ở video này thì mình sẽ quay toàn bộ cái quá trình mà mình trang trí một cái cửa sổ đấy, dạng đắp pháo chỉ, gắn đấu gạch và hai cái cột giả. Thì anh em xem mà thấy video hay và bổ ích thì anh em nhớ like video, chia sẻ video và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Đấy, anh em nào mà yêu thích thì anh em có thể là vào trực tiếp trang của kênh theo dõi những cái video xây dựng mình có đăng rất nhiều lên trên kênh của mình, thì anh em vào đó xem ủng hộ mình nhé. Đấy, thì bước đầu tiên khi chúng ta đi vào trang trí cái cửa sổ mặt tiền như thế này thì chúng ta sẽ phải khoan sắt 6. Đấy, chúng ta khoan và chúng ta đóng đinh sắt 6 vào, sau đó chúng ta sử dụng gạch để chúng ta gắn tạo cái điểm đua ra cho cái mái của chúng ta. Đấy, anh em sử dụng xi măng ngâm với nước anh em gắn nhé. Đấy, và trước khi gắn thì anh em nên tưới ẩm qua cái gạch của chúng ta để cho nó tránh cái tình trạng nó bị khô cước quá dẫn đến nó bị đứt nha mọi người nhé. Đấy, sau khi gắn xong thì anh em sẽ triển khai đi xuống đắp cái lượt chỉ ở bên dưới. Đấy, mục đích đắp cái chỉ này là chúng ta đỡ cho cái hàng gạch của chúng ta ở trên kia. Đấy, một phần là đỡ, hai phần là chúng ta sẽ làm luân chuyển. Đấy, chúng ta đắp phẳng chỉ lấn đi. Đấy, chúng ta sẽ không đắp luôn cái hàng tai, mà chúng ta đắp xong cái hàng dưới này chúng ta mới quay lên, chúng ta chát cái hàng tai ở trên. Đấy, để cho nó có cái độ chết của xi măng. Đấy, để cho xi măng của chúng ta được chết từ từ, được thẩm thấu thì là nó rất là tốt nha mọi người nhé. Tất cả các chỉ của mình đắp, những cái chỉ lấn lên thế này mình đều đắp với cái độ dày là 1/2 nha mọi người nhé. Đấy, là 1,5 cm đấy mọi người nhé. Đấy, ở mình thì hay gọi là sử dụng cái thước nẹp để mình làm cái cữ, còn ở những cái địa phương khác, những cái độ khớp khác thì mọi người có thể là gọi cách khác. Đấy, còn ở trên cái hàm tai này thì chúng ta sẽ đặt một cái thước để chúng ta lấy chuẩn cái cạnh ở trên. Đấy, chúng ta lấy được chuẩn cái cạnh ở trên rồi thì chúng ta bắt đầu đi chát cái tai này nhá. Do là cái hàng tai của chúng ta ấy, nó vừa gắn xong nên nó còn ướt nên anh em làm nhẹ nhàng thôi, thì chúng ta đừng có vào mạnh quá là nó sẽ bị lỏng cái chân. Đấy, lỏng chân cạnh của chúng ta về lâu về dài nó sẽ bị rụng nha mọi người nhá. Cho nên là anh em làm thì anh em nên khéo léo một tí nhá. Đấy, nhiều bác thợ thì có thể là gắn trước từ hôm qua đi thì hôm nay làm nó sẽ đảm bảo hơn, nhưng ở đây là mình thời gian không có hạn nên là mình sẽ vừa làm là mình gắn luôn nha mọi người nhá. Đấy, nhiều người thì hay có thói quen là gắn không hoặc là gắn chỉ đóng đinh 5 thôi. Đấy, nó rất là yếu, anh em nên khoan sắt 6 như thế này thì chúng ta gắn nó mới được đảm bảo. Đấy, chúng ta vào một lượt vữa, sau đó chúng ta sử dụng cái kỹ thuật dán thước để chúng ta làm cái cạnh ở dưới nhá. Đấy, đắp cái hàng tai này thì nó khó nhất là cái cạnh ở dưới này. Đấy, anh em làm cái cạnh ở dưới này ok thì là những cái cạnh khác thì chúng ta làm cũng rất là nhanh thôi. Đấy, chủ yếu là cái cạnh ở dưới này thôi. Đấy, thì chúng ta vào một lượt xi cát khô, sau đó chúng ta để ở đấy một lúc cho nó có cái độ hút đi thì chúng ta mới bắt đầu làm tiếp nha mọi người nhé. Đấy, mình chỉ vào một lượt xi khô mỏng thôi, sau đó là mình gạt đi nhá. Anh em nhớ phải gạt cái lượt xi cát khô chúng ta vừa vào ấy, anh em phải gạt đi chứ anh em không để lại. Anh em mà để lại anh em xoa thì nó sẽ bị nứt nha mọi người nhé. Chúng ta chỉ làm để cho nó khô, để chúng ta làm cho nó nhanh và cái cạnh của chúng ta được sắc thôi. Đấy, chứ còn chúng ta không được để cái lượt xi cát khô đó ở lại mọi người nhé. Để lại thì nó cũng sẽ bị khô, là nó hay bị rụng. Đấy, cái kỹ thuật làm phào chỉ này thì mình đã làm rất là nhiều những video trước ở trên kênh ấy. Đấy, thì mình đã nói rồi, mình chỉ sử dụng xi cát khô là mình chỉ làm ở bề mặt bên ngoài thôi, sau đó là mình sẽ gạt bỏ hết nó đi chứ mình không để lại để sử dụng nhé. Đấy, sau khi mà anh em chờ cái cạnh ở trên nó khô thì anh em sẽ đi xuống làm cạnh ở dưới nhé. Sau khi anh em xoa được cạnh ở dưới rồi thì anh em sẽ lên mới bắt đầu đi xoa cái cạnh ở trên. Đấy, anh em xoa xong thì anh em sẽ tháo thước ra. Anh em nhớ là lúc tháo thước anh em nên đẩy ngược thước lên nhé, chứ anh em đừng có bẻ thước ngang ra. Bẻ thước ngang ra là nó sẽ bị lột cái lớp của chúng ta vừa cầm cạnh này luôn. Đấy, nên anh em tuyệt đối là không được tháo thước là tháo ngang. Đấy, tất cả các làm các phào chỉ anh em tháo thước anh em phải đẩy ngược cái chiều thước lên, chứ anh em không được bẻ ngang ra đâu nha. Đấy là những cái mẹo của mình. Sau đó là anh em sẽ đi làm cái cạnh đứng luôn.
Đấy, anh em làm xong cạnh đáy rồi thì cạnh đứng rất là đơn giản thôi. Đấy, cạnh đứng của chúng ta thì rất đơn giản. Đấy, chúng ta cầm được cái cạnh tai này rồi thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đắp thêm một lượt chỉ ở bên trong cái gấp của chúng ta nữa. Đấy, nhiều bác thì hay có những cái kiểu làm khác nhau. Có thể là các bác có thể là đắp cái lượt chỉ này là cái lượt chỉ vét lòng, hoặc là đã đắp lồi, hoặc là đắp vét chữ S. Nói chung là tùy vào cái mẫu mà chúng ta đắp. Đấy, ở đây thì chủ nhà không yêu cầu là quá cầu kỳ, chỉ cần là một hai lượt chỉ là ok rồi. Thì mình chỉ đắp chỉ vuông thôi cho nó dễ nhìn nhá, chứ mình không vét lòng với cả không đắp lồi nhá. Đấy. Thì sau khi chờ cái chỉ ở dưới nó khô thì anh em lại tiếp tục lên đắp một cái lượt chỉ ở trên này nữa. Đấy, vì chúng ta đắp cái lượt chỉ ở dưới thì ở trên này nó cũng đã xe xe rồi, thì chúng ta sẽ phải lập tức là đắp luôn lượt chỉ thứ hai này để cho nó khô dần. Đấy. Còn nếu mà chúng ta để khô thì chúng ta mà để lâu nó khô thì chúng ta lại phải vào một lượt xi xi màu nhé mọi người nhé. Anh em vào một lượt xi tinh, sau đó anh em mới được đắp vữa nhá. Đấy, không là nó sẽ mai kia nó sẽ rụng loại. Đấy, như ở đây thì mình nó vẫn có đang là ướt nên là mình sử dụng đắp luôn thì là nó sẽ không ảnh hưởng gì nhá. Đấy. Đấy, sau khi mà chúng ta đắp ở trên thì chúng ta lại quay xuống xoa cái ở dưới thôi. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Đây, còn cái xi gạt khô này thì chúng ta sẽ lấy bàn xoa chúng ta gạt đi, xoa gạt cái lượt xi gạt khô đấy đi. Đấy. Chúng ta xoa gạt cái lượt xi gạt khô đi xong chúng ta mới xoa xốp nhá. Ở mình hay sử dụng cái xốp này để chúng ta đánh bóng cái bề mặt của chúng ta. Đấy, chủ yếu là chúng ta lấy bề mặt cho sao cho nó bóng. Đấy. Khi chúng ta đã lấy được bề mặt bóng rồi thì chúng ta sẽ đi vào cắt nhé. Anh em sẽ đi cắt cái chỉ này. Đấy. Mình cắt với khoảng cách là 2 cm thôi mọi người nhé. Đấy, chúng ta gật chỉ để lấn này là 2 cm. Đấy, sau khi cắt hoàn thiện ở trên thì nó được như thế này nha mọi người nhé. Đấy, nó được một lượt chỉ gắn ngách ở trên và tổng cộng là 4 chỉ. Đấy, còn nhiều anh em có thể đắp nhiều hơn. Đấy, có nhà mình đắp lên hàng 10 lượt chỉ cơ. Đấy, ta đắp lấn đấy. Đấy, thì nó tùy vào cái những cái mẫu nhà thì chúng ta mới đắp thôi. Còn ở đây cái mẫu nhà này cũng là vuông đơn giản nên chúng ta chỉ cần làm vuông đơn giản như thế này. Đúc sơn lên là rất là đẹp rồi mọi người ạ. Đấy, còn mình ở mình ấy, đối với mình ấy thì là một khi mà đã làm phào chỉ cầu kỳ thì cả ngôi nhà chúng ta nên làm cầu kỳ hết, là đắp chỉ nhiều luôn. Còn nếu mà nhà mà đã đang vuông bình thường rồi thì chúng ta chỉ nên làm vuông thôi. Đấy, chứ còn đang vuông mà đá một tí hoa lá hay là một tí phào chỉ nhiều quá thì nó lại thành rối mắt mọi người nhá. Đấy. Còn cái cột này thì mình cắt với cái bề rộng là 20 cm nhá. Đấy, mình làm hai cái cột giả lên như thế này để cho nó tạo cái điểm nhấn cho cái khung cửa của chúng ta. Đấy. Còn nhiều anh em có thể là không cần làm hai cái cột này cũng được. Anh em làm nguyên cái ở phào ở trên nhưng mà anh em đắp cao hơn lên một ít, sau đó anh em đắp hai cái đôn ở dưới thì nhìn cũng ok. Nhưng ở đây là mình chạy khung chung quanh cái cửa sổ như thế này. Đấy, để cho cái cửa sổ của chúng ta nó được to hơn, đồ sộ hơn thì nhìn từ xa lúc chúng ta sơn vào ấy, thì nó sẽ được hài hòa hơn nhé mọi người nhé. Đấy, nó sẽ được hài hòa và dễ hơn. Đấy, anh em nhớ cái góc mà, cái góc mình đang cắt ấy, thì anh em nên cắt vuông vào nhé. Đấy, cái đẹp nhất là ở những cái góc này đấy mọi người ạ. Đấy, chỉ chúng ta là phải thẳng, nét, không nguệt ngoạc. Đấy, và phải vuông thành sát cạnh. Đối với thợ làm phào chỉ nó là phải như vậy. Đấy, mình thì cũng không phải là một người thợ quá giỏi đâu. Đấy, mình chỉ làm có kinh nghiệm một tí thì mình chia sẻ cho anh em để cho những người nào mới vào nghề như mình là có thể là xem video và tiếp thu được kinh nghiệm và làm được như mình. Đấy, xong dần dần là anh em có kinh nghiệm làm nhiều lần là anh em sẽ giỏi và thành công. Đấy, mình đắp như thế này thì mình đắp thì từ lúc hơn 7 giờ mà bây giờ là cũng 9 rưỡi, gần 10 giờ kém rồi là mình đã được như thế này rồi. Đấy, mình làm như thế này là còn chưa hết buổi sáng đâu mọi người nhé. Đấy, lát nữa mình sẽ đi làm một hai cái việc và lặt vặt khác nữa. Đấy, chứ không phải là mình đắp cái này hết một buổi sáng đâu. Đấy, còn anh em có thể là làm nhanh hơn. Đấy, đối với mình thì mình làm như thế này là mình thấy cũng là đạt rồi nha mọi người nhé. Đấy, thì chúc mọi người thành công và nhớ là like và chia sẻ, đăng ký kênh, ủng hộ cho mình. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mình có video kế tiếp, mọi người nhớ ủng hộ mình nhé.